Thái Nguyên. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một cái mã trà Tân Cương đặc sản quê hương Thái Nguyên nhé. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một cái mã trà Tân Cương đảm bảo cho các bác cả về giá cả lẫn chất lượng của trà luôn. Các bác xem em, đây là dòng trà móc câu của bên em. Cánh trà thì rất là thanh mảnh và đen, đặc trưng của mùa hương vị trà Tân Cương Thái Nguyên. Là mua từ 2 cân trở lên là bên em sẽ tặng cho bác một gói trà 200g như thế này. Nhà em thì có thể là đóng trong túi vàng và túi xanh tùy các bác, nhưng thông thường là em đóng túi vàng. Chị nào yêu cầu đóng túi xanh thì bên em vẫn đóng cho các bác nha. Lên đơn cho em túi vàng, túi trong hoặc túi xanh cho em, kèm số điện thoại là bên em có đơn cho các bác. Về cách thức thì nhà em có này, đóng trà 1kg nhà em có thể đóng thành 2 gói 500g như thế này. Hoặc là những chị nào muốn đóng 1kg trà thành 2 gói, thành 5 gói 200g như này cũng được. Em miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và ngày hôm nay chị nào mua 2 cân thì bên em có tặng cho các bác một gói 200g như thế này luôn. Em đảm bảo cho các bác về chất lượng trà bên em, đảm bảo cho các bác này, hương thơm, cánh trà thanh mảnh đen. Và trà bên em này, khi mà các bác pha, nước trà lúc nào cũng có mùi hương, mùi hương thoang thoảng nhẹ của mùi cốm này. Cái thứ hai là cái nước trà phải là xanh này, trong này, sáng này, sóng này, sánh này, đảm bảo đủ tiêu chí của trà Tân Cương Thái Nguyên của bên em nhé.